ai dẫn đầu học trò ở Long Xuyên ra bãi bàn tắm biển Hòn Sơn. Đó, quá đông luôn. Hello gái. Đây chụp ảnh tự sướng nè, hôm nay biển quá đông quá đẹp. Đây là học trò. Rồi xuống tắm biển đi, tắm biển đi. Hello cô Sang. Hello. Cô Tho. Đây có đoàn khác qua.